Cái này mình có xả nè mọi người, xả mình bầm nó nhuyễn nhuyễn cái mình ngâm với miếng giấm á. Trong nhận có cái gì nhảy bún vô cái nó dịu lại liền ha. Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm bữa thì mình nói ở ngoài vườn mình thì thường gia vị mình sẽ kiếm ngoài vườn. Có một bạn nói là vườn mình thiếu cây nhảy bún. Thật ra là có luôn á mọi người. Nhưng mà mình trồng mắm được 2 bụi. Đây. Bây giờ mình đào lên thử coi, nên cái bụi này nó bị tàn rồi nè, không biết có cũ không. Mình trồng ở chỗ này đất cứng quá không biết. Cái sao? Để mình đào lên thử nha. Hôm nay mình đào lên để mình ăn bún mắm. Đây là cũ. Cái này nó chưa ra nè mọi người. Mình đào được như đây nè, như đây cái này nó không bự giống như người ta bán ngoài chợ ha, giống như một cái ghế vậy đó. Đây nè mọi người, chỗ này mình đất mình trồng nó cũng được kiểu như đất cát nha. Tiếp theo là mình sẽ đi hái hẹ rồi để ăn với mắm, bún mắm. Hẹ mình hôm nay có bông luôn đó mọi người. Bông hẹ xào thịt bò. Nào mình ăn bên đây đi, bên kia mình mới cắt nè. Mấy cây này đâu mà mọc dai ghê, nó nhổ hoài nhổ. Vừa nhổ ra vừa lên, vừa nhổ vừa lên. Này với mấy cây này kêu là cái gì không biết. Nè, nhìn lại lá giống như trứng cá. Rồi, xin chào cả nhà nha. Mình cắt hẹ vô ăn bún mắm. Hẹ rau muống. Nhiều tại nhiều quá. Chiếc nó ra bớt là nó mập lên gì. Bụi nhiều quá. Nhiều quá nó ra nhỏ nhỏ. Qua anh kia cắt ra muống nữa. Giờ mình cắt cái nữa ngay Tết không ta? Hôm nay mùng 5 hả? Chắc ngày à. Nay mùng 5. Chắc ngày đâu á? 20 à, không có ngày Tết. Tầm 20, 15 20 ngày nữa nó ăn nữa. Đây là đang chuẩn bị lên nè. À. Tết Tết. Đang vậy lên. Tết Tết mình nhổ nữa là được. Rau muống này mọi người muốn ăn ngon thì nên ăn một lần một. Còn nếu mà muốn ăn thêm đợt nữa thì được, chứ đợt thứ ba là không được. Thứ ba cộng cứng á. Cộng nó sẽ bự và nó cứng. Cái hàng bên này bự thành ra mình cắt đi hàng dài. Cái muốn cái này kêu gọi là muốn hạt. Mau tức mới ra. 20 ngày. 18 ngày là ăn được. Mới thấy 2 bữa. Mày hấp ổ gà mà gieo nó là ổ gà nở là mày ăn được đó. Ừ.
này mình để cho mình bào. Này giống như đồ bắp vậy, bữa nay mình thấy nó nhỏ nhỏ chứ mai nó bự. Danh vậy đó, vậy đó. Heo quay nó hỏi mới ra lò. Nông hỏi vừa thổi vừa ăn. Wow. Ừ, cái này nó chưa có hâm phun bên không à. Mà nó nấy quá còn. Nướng không giống người ta vậy trơn. Sợ nó khét, con sợ nó khét nè. Nên đem nó ra. Rõ quá, tại này con đang biết sao không dài hai bên không? Dạ. Con vẫn da bạc này mà. Không có mình dở ra. Gì? Đâu dở mà hai ba cây dao. Rồi. Dữ à. Sao được mà, nhìn được mà. Được mà, nó mình không? Là mình tay ngang mình sao giống bên của đâu quá quay à. Rồi mày chắc là thử ra. Dạ cũng giòn đó. Đó. Ừ. Rồi. Ta đẹp trên đó. Đó, dạ cũng giòn đó. Ừ. Rồi. Cũng ngon chứ bộ. Chắc. Ngon. Ừ, giống heo quay. Nhìn 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 cũng giống heo quay nè. Không giống nữa thôi à. Mẹ còn nói gan heo quay nữa chứ trời. Ý nó là giống như heo quay ngoài tiệm. Thì bởi vậy rồi mẹ nói giống mà mẹ nói y gan heo quay. Tao để thử miếng này. Hôm nay mình có một con cá lóc. Mấy bịch tụ. Rồi mấy con tôm. Với miếng thịt. Thịt là sớm mình quay á. Cái khúc đó là nó dư ra ngoài, nó không có da, mình lấy ra mình luôn làm những ba gọi. Nhưng mà không có, nó hai gọi rồi chứ không có ba gọi. Cái này là thịt chứ mỡ, như có xương. Cá nhiều thịt ra, nhiều cá nhiều tôm, giờ mình đi cưa cá lóc ra. Cá lóc này, cá lóc đồng đó mọi người. Nhìn nó dẻ, nó thon không? Cá lóc tập thể thao. Nó cọt bự ghê ha. Cái này mình có mướp rồi nè. Mướp này hàng cô hàng sớm cho. Với trái cà. Cà tím. Nãy mình để cái lóc vô luộc hết. Cái lóc cũng luộc nữa. Đưa miếng thịt này đang sắc ra. Này là cái tô mắm mà mình đã nấu xong rồi, mình đựng cái phần nước đó. Đựng tô, nửa tô. Còn mấy cái này thì mình sẽ luộc nó, luộc riêng đó. Hôm nay mình nấu theo cái kiểu này nha mọi người. Thường mình nấu mình thả chung chân nồi đúng không? Nồi mắm. Hôm nay mình sẽ luộc riêng đó. Luộc chín hết luôn. Cá hồi năng ra khỏi ghĩa ra. Để nguyên khứa luôn. Ghĩa ra khi họ đã nát. Cái ngã bún này mình sẽ bỏ vào một cái những dây mùng mình để lại. Để mình nấu nhiều, mình để trên đó mình nấu chầm, nấu cho tới mãn hạn luôn. Nó chín luôn là mắm mình nó bay mùi hết.
cái đó nó ăn không nghe mùi mắm, cái nó bị Covid à. Nấu mà không nghe mùi mắm gì hết. Như vậy lại cũng nhiều quá mọi người. Nấu phải nhân xíu mà cho mắm nó thơm, nó dịu lại. Này làm cái kiểu này giống là mẹ biết nấu giống gì không? Bún nước lèo. Bún nước lèo Trà Vinh. Trà Vinh đó. Sóc Trăng, Sóc Trăng chứ. Ngày cua. Ngày cua ngã ba với này là xuống Sóc Trăng chứ. Cũng có bún nước lèo nữa. Bún nước lèo là nấu với bún mắm bò hóc. Ừ. Ngải bún. Người ta để nè, thịt heo quay để gói trong đôi giấy nè. Rồi cái gì? Chả giò nè. Huyết nè. Hết. À, mình tô có để ngoài dĩa vậy nè. Ví dụ như mình kêu ba tô thì để ba miếng. Còn trong bún thì đâu có gì đâu. Không, trong bún không có gì chân. Thì đó. Có rau không à. Thì đó. Là 10.000. Cái tô vậy 10.000 đó. Mình tô 10.000 còn cái kia tính riêng. Thịt heo quay rồi tính riêng. Đúng rồi. Nghe mùi mắm không à? Nghe rồi. Không nghe là rồi đó. Không nghe là bị Covid đó. Đã Covid rồi đó nha. Này cho phải thêm nước à. Thêm. Thêm chừng nữa gạo. Chừa ra cái. Tả nó vô luôn à. Mắm này mình thêm đường thôi nha mọi người. Nếu thích thì thêm tí bột ngọt. Tí dặn chút xíu bột ngọt đang cho nó kiềm vị gì đó. Bột ngọt là chất điều vị. Nằm đâu rồi? Nó. Mình vớt ra mình để cài vô được rồi. Nấu nhiều quá hồi nó bay mùi hết. Thơm ngon quá. Thơm mùi ngải. Cái tác dụng của ngải bún nó làm cho cái mùi mắm của mình nó dịu lại. Nó không có hăng, nó không có nồng á mọi người. Kiểu nó hăng bậy. Nên nó không có nồng mùi mắm á. Không có gắt quá. Thì mình ăn nó ngon, nó thơm hơn. Còn nếu mà để mắm nguyên cái thì nó nồng. Rồi còn mớp sao mẹ? Mớp hả? Mớp để vô cái chuẩn nhắc qua để này chút xíu sôi lên rồi để mớp vô cái này nhắc xuống à. Tắt lửa chứ quên nhắc xuống. Đó. Cái chậu bông của đâu mà làm vậy đó. Trời ơi, nhai luôn nè. Muốn ăn cây không? Hả? Bông súng cũng tha. Cũng dùa cũng tha. Cà nó hơi sồn sồn cho mớp vô luôn được. Cái cà giờ chín là mớp chín luôn. Mặt mày đang thui à. Rồi bây giờ bắt đầu bán bún mắm. Rau mình sắc ra nè mọi người. Hôm nay mình ăn có hai loại rau. Cái muống với hẹ. Giá mà nó còn sao mà. Không mẹ. Hết rồi. Nó bị hư chứ này sao chút nó bị hư rồi. Tổ chết rồi. Tổ rồi. Bữa đất tại con á. Đó thừa nó. Đó thừa, hư rồi đó thừa. Đó đó. Còn ngon là mình là cho mẹ phải không? Ừ. Cá. Cá tôm, bạch tuộc. Tôm. Heo quay. Mình thiếu trái giò ha. Ừ. Trái giò là làm. Quá trời thơm. Không hỏi luôn. Vừa thổi vừa ăn. Cũng mấy chục luôn.
Được rồi đó. Ăn thịt, ăn thịt đi em, ăn đầu cho. Hy sinh ăn xương. Nồi không thấy bún đâu giờ ta. Thịt không. Xong rồi mời cả nhà dùng bún mắm với mình nha. Mời cả nhà dùng bún mắm. Trong vẫn có cái gì nhảy bún nhảy vô bún cái là... nó dịu lại liền ha. Làm như nó bán mùi ha. Không phải nó bán mà nó làm dịu cái mùi mắm mình lại. Dịu không có còn cái mùi mắm nữa nghe anh. Nó sẽ thơm dịu mà nó không có gắt. Rồi mời cả nhà nha. Cái này mình có xả nè mọi người, xả mình bầm nó nhuyễn nhuyễn cái mình ngâm với miếng giấm á, tràn vô nó ngon lắm á. Giấm này mình ngâm giấm đỏ cho nên màu nó hay nó đỏ này, thấy không? Giấm này mình khỏi cần nặng chanh. Này có muối ớt mình đâm. Tô này theo mọi người nhiêu tiền, tràn qua đây miếng cho nó bớt mặn mặn. Đây là mình chấm rồi đó. Tô mình quá trời luôn mọi người. Ở cái đầu nữa cái tô rồi. Không có gì vậy á. Đi ăn quán là cái đầu đó tính tiền này nhiều đó. Đầu này tính lên 10.000, 20.000 gì đó. Mà cái đầu kia kìa. Đầu con cá kia kìa bự lắm. Cá nuôi ha. Cá nuôi á. Nhìn cái bộ ruột nó là hết hồn luôn. Ăn rau bỏ thêm rau. Có cái nghe bún vô cái gì là ốp miếng nước mắm đâu có nghèo mà. Ừ. Nó là mùi đâu. Mà nó thơm dịu nó đã. Cái nghe bún á. Ngon. Có nghe gì đâu. Không có nghe anh vậy thôi. Ngon xong rồi ăn hết là đó, còn bún không. Cứ làm heo quay ăn bánh mì. Miếng ăn bánh mì. Miếng ăn còn bún mắm. Bún mắm. Xịn quá. Làm ăn được hai món ha. Bình thường em đâu thích ăn heo quay. Đứng để xuống lấy dao. Nó quay làm với ăn già với bún có dụm. Không thịt bún thịt rau. Thằng quay nó ngán. Thằng quay ngán cái gì nữa. Sáng tính đâu biết muốn mắm nấu ở gì không? Nó có dầu. Hôm sáng vô đi mua cái này nè, thấy cá lóc. Cũng chưa mua đâu. Về nhà. Về nhà chạy vô mua. Về nhà hỏi mẹ. Làm cái vô. Câu cái vô kho ấy cá lóc luôn mới được. Cá lóc thì phải hơn. Con này còn không ha. Ừ. Này. Bình thường nếu mà không có dịch là nói hết nó tiêu rồi. Đúng rồi đó. Tại tới tôi chạy á. Thường bún mắm là cá lóc hoặc là cái điều hồng. Điều hồng ảnh tính bỏ vô cái gốc rau hả. Ăn ngon rồi xương dâm á. Nhấp được. Nhấp ăn cái đậu
quay lại, tại sao quay da nóng giờ da chưa khô mày mới lấy da giòn gụm mà sao quá nó giòn mà nó không có lấy nó giòn nó dai mà cắn đâu đứt đâu giòn mà giòn kiểu như giòn giòn tan là nhai xốp á tại chắc mà không bỏ tủ lạnh không có phơi nắng để làm gì sao vậy để ngoài nó khô mốt làm cho cải với lạnh nhiều quay nó xong cái coi chưa cải cái dạng này ăn đâu nổi được á ngán ăn nó bức tương á chứ này ma không trụng với chính kêu đừng trụng cải đúng không ừ. Nấu nước rồi để dùng như mấy lúc mà mình làm bằng cái cọng coi trụng thì ăn lẹ hơn ừ ăn lên không mà mẹ trụng cũng xanh nước mà nó ghê đó vàng tươi á. Xin chào mọi người, mình là Thính. Nếu thấy thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.